뜨는 거면서 잡아가지고 보고 지면. 이. 오이. 어이, 웅부다. 내가 뜸 되냐, 진동. 아무 개도 없는 친구냐. 아이! Nắng quá anh em mình chưa ra đồng được. Bây giờ mát mới ra mới thích này. Ui, ra chuột. Nướng gà. Chuột nó đau không rồi. Thì nó hôm nào anh em mình đi đánh chuột sau. Hôm nay anh em sẽ thể hiện món gà đẳng cấp. Gà nếp nương. Sao mình biết? Anh em bán đấy em thấy. Chả rẻ đấy. Em thấy ra ngoài đồng. Mình chạy đi kia lấy bó củi không ạ? Có giấu ở kia đi. Trên kia chứ. Ở đây. Hôm nay nhưng sẽ có một món nữa. Một món đặc biệt. Là gì? Dùng lúa nhà đây nhỉ? Mày em. Ui cái gì? Cho anh đốt ở đây hỏng lúa người ta. Tin này. Không là được. Hay là đốt giữa đường? Đốt giữa đường này. Đốt giữa đường nhá. Giữa đường chơi. Anh đốt lốp xe em à? Lùi xe lại mình dốt thế. Anh dốt đấy. Tự nhiên mang đi giật đồng nướng gà. Anh nhưng mà giá này thơm nhỉ? Đấy mát thơm thế này. Thơm tan mùi lúa thơm. Ê, anh ơi. Hay em mình làm món gà nếp nương đi. Không, tao. Nhét lúa vào. Ơ, mày vặt lúa nhét vào. Ơ, được đấy. Đấy, nhét nó đít rồi. Từ đã thì đấy thì em đi kiếm lúa. Đấy này. Cái lúa nó đẹp cơ. Đấy. Tút luôn đấy. Đấy, tút luôn vào đây. Giống như cặp. Đau lắm. Thấy con dao đâu ấy, con dao. Tút nhét vào ấy. Tín. Nhét vào, nhét đầy vào. Nhét vào đây thơm lắm. Người ta đến ngoài đồng phát là thơm lừng luôn anh nhỉ. Mày cho nước vào tí nữa thành cơm đấy. Đánh được rồi. Thơm lắm đấy. Không cần gia vị gì mọi người ạ. Đấy, nhét vào nhồi à. Làm món rồi thóc. Thóc rồi. Nhồi rồi chó ấy. Món gà nô gia vị. Con cắm tay. Hôm nay mình sẽ thể hiện món gà oai khói. Cái gì? Tí nữa mà xem. Không, thế này em nướng rồi. Đâu rồi nhỉ? Anh làm thế thì ai mà ăn nữa? Dây thép tao vừa vứt đâu ấy nhỉ? Anh phí gà không được làm món đấy. Không, ngon, lúa mà. Gà hương lúa thì được. Mình phải thử xem thế nào, xem nó ngon hay không. Đấy, được rồi. Đấy hương luôn. Tan lúa này anh ơi. Ấy là như này, cái lỗ đít nó tan lúa này. Em nhét này. Tan lúa luôn. Rồi, gác lên đây. Làm từ từ. Làm từ từ.
rồi được. Cứ bình tĩnh. Con đường đâu nhỉ? Rồi. Muộn thì người ta về hết rồi. Mình bắt đầu ra trường. Muộn đâu, mới 5 giờ chiều. Không. 5 rưỡi 6 giờ rồi. Ấy đừng đốt thế mới đốt cồn à. Thế thì đốt thế nào? Từ cho nó cháy củi lên đã. Cứ vừa thôi. Hoài. Tàn làm hỏng. Hoài. Món này tao dự định là thử nghiệm. Thật luôn không thử. Anh thử chuyên gia đi phá. Phá đồ ăn ấy. Mọi khi anh làm á. Anh làm ẩm thực tàn béo chó nhà anh. Không không. Tao đang suy nghĩ xem là ruộng lúa nhà ai đây. Ê, nổ gì ấy nhỉ? Ui nó bắn ấy. Nó bắn. Thử cho nó hết bắn. Ơ cho anh cắt lúa đi em. Nhà mày. Ôi, anh nhường lúa à? Tao cho vào đây cho nó khói. Anh dở thôi. Khói được. Không bao giờ khói nha. Cái lúa này nó thơm nha. Đấy. Đốt. Ơ cho anh hơi khói. Đấy cho anh hơi khói. Bây giờ vẫn còn hơi cồn đây. Từ đã nhỉ. Nó hết cái để cho hơi... nó hết cồn đã. Hết cái hơi cồn đã. Ui. Tí về em bảo người ta đánh chết tay. Ui. Thơm lừng thịt chó. Ôi là thơm lắm. Lúa. Lúa này nó nổ, nó chín nó nổ thơm cực. Ôi. Thơm thơm anh ạ. Quả này cho vào là thơm ấy. Đấy. Đây gọi là tẩm thơm, tẩm hương. Tẩm hương thơm của gì nhỉ? Của lúa. Quay tròn tròn, em quay tròn tròn nhé. Em quay gà nhé. Thôi quay. Phủ lên. Gà tiên ông đây là nó đang đắm chìm trong trong mây khói. Mây khói này gà tiên ông ngửi hương lúa thơm cực luôn. Lúa dặm phết nhỉ. Lúa không dặm thì cái gì dặm. Cho tí cỏ vào cho nó cho gọi anh chờ ơi à mà đốt cỏ cắn rơm cắn cỏ. Cỏ cũng thơm. Yeah. Không thơm mấy. Làm miếng tôi biết. Không em phải trâu. Cho bò ăn được người không ăn được à? Em không phải trâu đâu mà. Đấy. Cỏ khói ác hơn. Dở à. Cho lúa rồi. Tủ lúa rồi. Thêm à. Tủ rồi. Ui. Nơi người ta tưởng Ngả đâu. Ui bắt đầu ngả vàng nhỉ anh ơi. Đấy mày cho dịch lên. Máy tốt lúa. Đây là máy gặt mọc cà. Đủ rồi. Ui, thổi khói đấy. Tiền đấy, tiền đấy. Gà tiền đấy. Không biết món này ăn ra gì không nhỉ? Ai biết được, ai ăn được. Vàng. Ui. Đưa tao xem con gà nào. Chả nhìn thấy gà em đâu ấy. Thấy cái khói vàng đấy. Không thấy gà đâu ấy. Ui. Chín không anh? Đây. Cho mọi người xem này. Chín chưa? Nướng thêm đi cho nó chín hẳn đi. Làm gì nữa chín vừa mới nướng được 5 phút đâu. Được 2 phút rồi. Nướng còn khói hôm nay thì nướng còn khói không có tí than được tí gì.
khói. Làm được khói con chín. Khói chứng minh là khói có thể ăn được. Không phải quay đâu, cứ từ để cho nó tự nhiên đi ăn. Khói chết. Cắt tiếp luôn. Khói rơi. Cái này này, thấy chưa? Khói quá. Ui bỏng lắm mọi người ạ. Ui. Toàn khói. Gà hun khói. Gà ói khói. Gà hun. Ói khói thì làm ra ăn nữa. Mình biết xem nó có ói khói không. Lúa nếp là lúa lép, à nó gì nhỉ? Lép lương. Lúa lép là lúa lép lương. Lúa lên lớp lớp, lòng lạc lớp lớp. Đúng cái đọc rồi. Tao đố mày đứng được ở trong này 2 phút. Nhấn chân à? 1 phút thôi. Bao nhiêu tiền? 50. Nhấn nha. Ờ, tao. Ơi. À đây. Khói lắm. Đây à. Đây, nhìn này. Không chơi được. À. Ui. Khói lắm. Ui. Anh làm một vũng này hả? Đi tưởng. Anh mày lại đi xin lỗi. Không, em không cắt đâu nha. Mày không cắt nhưng mà là tòng phạm. Không, em không cắt. Ui ui, chém khói, thân trưởng. Chém khói lại chém vào tay. Ui ui. Em quay đi. Không, khả năng phải đặt luôn con gà xuống đây. Thế này thì lại không khói mấy. Kiểm tra độ à. Ôi, từ vàng chuyển sang màu nâu nâu rồi. Chín chưa anh? Liệu nó chín chưa? Chưa. Sao con này nó lâu chín đấy? Mới được 5 phút. 30 phút mới chín à? Ừ. Còn rộng thế. Anh em mình chưa được khói bây giờ, chả biết bao nhiêu phút nó chín nhỉ? Chín. Ôi khói ung tỏa. Người ta tưởng cháy nhà trên đồng. À, mình trên đồng làm gì có nhà. Ôi. Gì đấy? Cái xe đi đâu ngoài trên trường. Lăn màu đệ, ôi ôi khói á. Màu đệ ngã rồi nè. May là chúng nó giả đấy. Tai nạn xe ơi. Chân trống này nó bị oải. Ui em tưởng phát để vỡ mồm. Tai nạn xe hư. Anh ơi, chúng lâu chín rồi. Từ từ, khói nó hơi lâu. Ôi khi một lúc anh đã bảo là chín rồi con. Khói nó hơi lâu. Không biết khói có bỏng không nhỉ. Sao mai chưa vàng đấy. Đấy, chuẩn bị còn đẹp hơn cả vịt quay Bắc Kinh nha mọi người ạ. Anh quất mật ong vào cho một thơm đi. Thơm lết đi. Dẻo ơi.
Anh quên mất ông ở trong thân mất rồi. Quên không quên. Khó lắm. Ôi, chắc chắn người ta đã quên đấy. Ừ. Nhờ. Đấy, cắt 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 thêm đi, nó lại cháy mất rồi. Cắt lúa đi ra. Ui. Cắt đi. Không cắt đâu. Sao? Chưa động chạm vào hiện trường. Chưa được. Em chưa gây án. Mày, mày đi theo tòng phạm rồi. Không. Anh cắt. Mà lại cá cắt không phải em cắt đâu. Đây, sau 15 phút chưa em biết nó chín hay không. Ôi, hỏng hết cả gà rồi. Hỏng gì đẹp này. Trắng đen tươi lùi rồi. Ui, trời ấm. Đại ảnh. Ừ. Tuyệt vời đấy. Đây. Tuyệt vời. Không phải giọng vừa nhìn đâu. Con gà, chả ra con gà. Ờ, mày cứ để nó xem. Con gà gì như con gà ác ấy. Ờ, nó đen. Nó đang gà ta đấy. Nó đen như con gà ác ấy. Im đứng. Vẫn bắt được cái gì vẫn bắt. Cho chín hẳn đã. Chín đã. Hả? Cho chín hẳn đã. Đúng đúng 5 phút nữa rồi. Chín hẳn thì thành cho chó. Điên này. Chó là chó thế nào? Nhìn con gà gì nhìn như con gà. Trong công trình lại hỏng một con gà. Và chó càng ngày càng béo. Không bán được. Ôi, con chó nhà anh biết lấy giống rồi kìa. Thì sao? Lấy giống. Thì sao? Có con chó. Con chó nào nó là nó lấy giống đó. Ừ. Sao con chó ẻm rồi. Thì nó lớn lên nó chả lấy giống. Rồi con chó ẻm. Rúi đầu mày vào trong này. Sao mày con chó ẻm? Có mồm. Bị cuồng chó ẻm à? Được chưa? Không nướng nữa. Đi ăn thử đi. Mỏng hết cả bánh kẹo rồi. Nhìn đấy. Đây là thành quả của anh em mình. Trời ơi. Nhìn con gà để ra con gà, chứ con chó để ra con chó. Ây. Rồi. Chó đen chú lù đấy. Mời thử này. Hả? Miếng. Mời vào các bạn miếng ra nhé. Ăn thử tí đã. Anh đi dao đi dài đi. Lấy dao khứa. Lấy dao khứa đi. Răng đi. Không cho răng mở gặm. Ôi nắng đây. Anh lại làm hỏng một con gà rồi. Nắng lo rồi. Sao nó không thơm như lúa nhỉ? Ôi khói. Mà sao ra cái mùi dân mùi thơm. Anh nó đốt đen xì này luôn. Đốt đâu khói đi chứ. Ui, nó chắc cả thịt gà nhá. Đây, cầm lấy để ta thử lấy dao này. Cầm ấy. Mất cả một con gà. Để ta lấy dao đấy. Đâu? Lại còn đốt nữa. Dao đâu? Dao bên chỗ xe. Anh chỉ ăn nại đấy nát. Ta anh... có mang nước chấm đấy mà. Ôi, con gà này tôi không phải nước chấm đâu. Thử xem nhá. Bây giờ em có một thử thách nhé. Ừ. Anh ăn hết con gà này. Thì sao? Thích gì? Xong rồi cho tao con gà chọn. Ok. Hả? Ok. Chào không? Anh đã hết cái này. Không chưa một miếng da nào. Nhưng mà bỏ xương. Không. Ừ. Thế thì chó đâu mà không đấy được. Mời các bạn miếng thịt nhá. Ngon lắm. Ăn đi. Đấy. Đấy. Dạ ơi, bên trong nó đỏ từ lâu. Đỏ mà đỏ, chín rồi. Chưa chín này. Chín rồi. Sao nó mềm đấy? Chín rồi. Ăn như nhựa ấy. Nhiều sao lại không ăn được nhỉ? Khói thì nó cũng nóng mà. Thế là có một chó ăn nè. Có khỉ ai ăn được cái nổi.
À đem về xem có ai ăn được. Thôi thử xem. Đố người ta mình nướng kiểu gì. Người ta ăn phớt mồm mình ấy. Thế gì? Ăn đố mày. Điên. Đố người ta nấu xem. Nấu ai đi nấu nấy. Đố người ta xem mình nướng kiểu gì. Đố ai biết được. Đố ai? Ra quán trung tâm thương mại Bảy Hạ. Ôi, các ông đấm nhau đấy. Đấm gì? Mày không? Này. Này, nhìn này. Ừ, cũng có cơ. Không, đây này, bên này này. Nhưng mà đấm một phát thì tụt. Hả? Điên à? Cơ này mà tụt đấy. Uầy. Đấy. Thấy chưa? Yếu. Đi. À, hơi có lỗi một tí mọi người ạ. Quá lỗi. Có được ăn miếng nào đâu mà chả lỗi. À, hơi thất bại một tí mọi người ạ. À, bây giờ thôi đem này, về. Đang ở nhìn như con gà gì trắng bóng, trắng bóng. Đem về. Xong rồi lại biến thành con gà. Biến thành con gà. Rồi đem về để thử xem mọi người có phát hiện ra đây là con gì không, gà gì không, hoặc là nướng kiểu gì không. Đấy, đi. Nhanh. Phí cực gà. Đang gì rồi. Mất cả gà. Ai, cầm lấy để tao quay xe. Thôi. Ui, nó đít. Cả đội. An toàn giao thông. An toàn giao thông. Rồi mấy. Đây đây đây, cho anh thử món gà. Mày quay kênh mà lên ngủ luôn. Anh biết món gà gì đâu? Đố anh biết con gà gì đấy? Con biết gà gì không? Tối nhất. Ôi, gà ấy, gà chết. Gà chết. Đố anh biết gà gì đấy? Gà ác chết. Gà chạy bộ. Dạ. Anh nói thử miếng không? Làm miếng. Anh lấy con dao. Thử miếng. Thử miếng. Con dao. Mày lấy con dao. Con này nó chạy bộ trên đồi nhiều tiếng. Cái này quê là gì cả gì nhiều lắm. Bạn to ca nhà tao mà có cái loại gà này là quá nhiều luôn. Dài thế. Lấy dao. Dài thế. Có thể lấy dao đây. Dài đây. Đưa ra nào. Tóc nhiều lắm con gà. Đâu ông bảy trước thì ông bảy ăn được không? Ông ơi. Sống được không? Gà ngon đấy. Nhưng mà đấy. Vẫn được. Ai gì mày cái mồm được cả. Tao chịu, không ăn được. Tao nướng. Ôi, quái lắm. Ngoài gói à? Thế là thịt mì gà hôn quái. Trả lời thật lòng câu rồi. Làm cái phao câu. Nhất phao câu nhỉ. Làm nhất. À nhất thủ nhìn đi nhỉ. Làm cái phao câu. Trả lời thật lòng ăn được. Anh mày làm này thế lại còn khen nó mới ăn được. Ai cái rau này giống rau bản tao phết đấy. Chán được ông ơi về mẹ đủ ngon vẫn ngon đã hẳn chung nó đại ca rồi đã vẫn đại ca rồi chắc là kia rồi. Không thật lòng rồi. Anh ôi hộp béo. Béo hơn sẽ làm cái gì nữa nha. Ôi bác tỉ dù dối lòng nữa đây bác ăn không. Bác ăn không? Bác ăn không? Để tí nữa. Tao để cho tao. Cho tao. Để cho tao. Để từ từ. Để em. Cho mấy anh đi thử ra. Anh cá ơi. Anh cá ơi. Gà rừng hun khói các bộ mấy hun tan vào khói rồi. Nhưng mà phải ăn miếng trong ấy, ăn mềm hun trong khói đi. Anh không biết tê là kẹo thôi. Đấy. Anh chuẩn bảo để nướng bỏ tay à, hun khói mà. Đó là gà hun khói. Đọc ghê nhỉ, trong hình như vẫn sống ấy. Thế nào ngon không? Ăn đâu anh? Ăn đâu nhất? Thế nào? Vẫn chén được. Cho mồm rồi. Đâu? Dao đẹp hết nhỉ? Dao củn hết. Dao củn. Dao đẹp hết nhỉ? Củn hết. Toàn khói luôn đấy. Mất mình bảy. À, mất béo. Coi như đời ra giả. Mất khói cái này nữa. Ui, đắng quá. Gớm. Thôi cho ông bảy nấu lại đi.
đây cháu không ăn. Đây ông cầm cả đi. Trắng lắm. Trả con dao. Trả con dao. Cho cả. Cho cả đi nữa. Ơ đi về đi. Cho ông 75 ạ. Ông mang về đi để đấy. Ơ 75 ạ. Ơ 75 ạ. Rồi cuối cùng là về nhà tối bắt được ạ. Cũng giải quyết xong cái món gà. Nói chung là được. Mọi người ăn bảo được. Anh có ai dám ăn miếng nào đâu. Bao nhiêu người ăn bảo cung gà mai dám ăn miếng nào. Anh có dám ăn đâu. Anh ăn mấy miếng này. Mấy miếng ra ấy. Đắng lỗ. Thôi mọi người không nên nướng bằng khói. Ý cả con gà gì quá rồi. Quá lắm. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy clip của em mình hay để lại cho em like, share, comment, đăng ký kênh và ấn chuông cảnh nha các bạn nha. Bye bye. Được.